Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ tư ngày 27 tháng 9 năm 2023. Chúc quý vị một ngày thứ tư an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, tôi xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến nóng bỏng đã đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, hé lộ một cái vũ khí tối mật, bí mật bảo vệ Tổng thống Trump không bị đảng DC kết tội. Đố quý vị vũ khí đó là gì? Ai trả lời chúng? Có thử bình luận bên dưới quý vị nha. Nội dung thứ hai, tiểu bang Cali thống đốc bất lực. Bây giờ người dân tiểu bang Cali sống trong sợ hãi. Ở bên nước Việt Nam, chữ đờ nó tượng trưng cho cái ấy ấy. Còn ở bên Mỹ này, chữ đờ nó tượng trưng cho màu da. Bao ngày hôm qua, giữa ban ngày trời trong xanh gió mát, khu Phước Lộc Thọ dậy sóng. Tiệm vàng có thể nói là rất là nổi tiếng trong khu Phước Lộc Thọ đã bị 4 tên cướp ồ ạt vào cướp, giống như là ở bên nước Việt Nam chúng ta có cái rằm tháng 7, nó gọi là cái gì á, giật cô hồn đúng không? Để. Còn ở bên California hiện tại bây giờ có cái phong trào nó gọi là cướp cô hồn. Giật cô hồn là người ta cúng là mời rồi cái cô hồn nó chạy lên nó giật. Còn bên Mỹ này, tiểu bang California mới có thôi quý vị ha, gọi là cóp cô hồn, tức là những cái người đi cóp đó là cô hồn đúng quý vị. Rồi nội dung thứ ba nó liên quan tới tổ chức Moody cảnh báo nếu chính phủ Biden đóng cửa chính phủ vào cuối tuần này, chuyện gì sẽ xảy ra, hậu quả sẽ như thế nào. Và nội dung cuối cùng liên quan tới Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý kết nạp Thụy Điển vào NATO nếu Mỹ chịu làm cái điều này. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây. Mời quý vị theo dõi cũng như thuận lợi, nếu thấy thông tin hay please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới một cái thông tin mà hiện tại bây giờ không riêng về đất nước Mỹ mà cả cái quả địa cầu này đang chăm chú vào. Và từ đây đến ngày 30 tháng 9, everybody đang mong chờ cái kết quả, đó là nước Mỹ phá sản, hết tiền, đóng cửa chính phủ. Thì vào ngày hôm qua tại Washington DC, cơ quan xếp hạng tên là Moody đã ra một cái cảnh báo gay gắt và nặng nề với đất nước Mỹ như thế này: nếu chính phủ Mỹ đóng cửa thì hậu quả sẽ gây ra rất là nghiêm trọng, đó là tổn hại đến cái tín dụng của cái nước này. Cách đây một tháng quý vị còn nhớ không? Cách đây một tháng thì cái cơ quan xếp hạng FITCH đã hạ bậc của đất nước Mỹ xuống rồi, tại vì cái nợ công nó cao quá. Nước Mỹ đã bị rớt điểm tín dụng rồi. Mà bây giờ nếu nước Mỹ phá sản vỡ nợ thì dĩ nhiên cái điểm tín dụng của đất nước Mỹ nó còn thê thảm hơn nữa. Vào ngày hôm qua, theo như cơ quan xếp hạng Moody cho biết, nếu chính phủ Mỹ đóng cửa thì đây sẽ cho everybody vòng quanh cái thế giới thấy là bằng chứng thấy là nước Mỹ hiện tại bây giờ đang suy yếu, nền kinh tế đang rớt xuống vực thẳm. Chính quyền của ông Bảy đã lãnh đạo đất nước Mỹ và đưa đất nước Mỹ này sụp đổ nền kinh tế và sụp đổ điểm tín dụng. Và khi mà quý vị trên cộng đồng thế giới không có cái điểm tín dụng thì chả ai mà người ta tin tưởng nữa. Đó, ý là như vậy đó quý vị. Cho nên mình không biết là từ đây đến cuối tuần đất nước Mỹ có đóng cửa hay không, nhưng hiện tại bây giờ thì 85% là sẽ đóng cửa, tại vì hai đảng chưa có thống nhất với nhau. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai liên quan tới Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển và Mỹ. Thì sau khi chú Buri khởi động cái cuộc xâm lăng Ukraine, có nhiều quốc gia người ta đã ồ ạt nộp đơn xin nhập NATO, vào khối NATO, thì trong đó có Thụy Điển. Thì trong suốt thời gian vừa qua, cái lực của NATO là tất cả các thành viên phải đồng ý thì cái quốc gia đó mới được gia nhập NATO. Ok, rồi. Thì Thụy Điển hiện tại bây giờ thì được everybody đồng ý, ngoại trừ cái ông Thổ Nhĩ Kỳ, ông đang làm khó khăn. Nhưng vào ngày hôm qua, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ra điều kiện với Mỹ như thế này: nếu Mỹ chịu làm cái điều này thì ông ta sẽ đồng ý cho Thụy Điển gia nhập NATO ngay lập tức. Đó là điều gì?
Hiện tại bây giờ thì quý vị thấy Việt Nam còn có quy hơn Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Mỹ đồng ý bán F-16 cho Việt Nam, nhưng trong thời gian vừa qua không bán cho Thổ Nhĩ Kỳ. À, cho dù Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên trong khối NATO nhưng chưa có được Mỹ đồng ý bán F-16. Cho nên bây giờ Thổ Nhĩ Kỳ, quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ là nói như thế này: Mỹ ơi Mỹ à, du phải giữ lời hứa đi. Lúc trước du hứa du bán F-16 cho tụi tôi, sau đó du đổi ý du không bán, thành ra bây giờ tôi không phê chuẩn cho Thụy Điển vào NATO. Nếu du đồng ý bán F-16, tôi sẽ ok cho Thụy Điển vào NATO. Đó là những gì mà ông Erdogan đã cho biết vào ngày hôm qua. Không biết Mỹ có chịu bán F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ hay không thì có chuyện đó mình hạ hồi phân giải quý vị nhé. Nhưng ông này ông đã ra điều kiện như vậy rồi, đó là cái nội dung thứ hai. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba, nó liên quan tới một lộ bí mật, một cái vũ khí bí mật mà bảo vệ Tổng thống Trump không bị đảng DC nó kết tội nào quý vị. Thì vào ngày hôm qua, hiện tại bây giờ đảng DC nó đang cố gắng kết tội Tổng thống Trump vào cái tu chính án thứ 14. Đó là cái tội mà bạo loạn đất nước Mỹ. Thì dĩ nhiên nếu mà ai mà bạo loạn dính vào cái tu chính án thứ 14 thì không được ra ứng cử chức vụ Tổng thống. Và đó là những gì mà đảng DC nó đang cố gắng kết tội Tổng thống Trump để nó ngăn chặn cái con đường trở lại tòa bạch ốc của Tổng thống Trump. Nói nôm na là cái mục đích của tụi nó là như vậy thôi. Kể từ đó bây giờ nó đang cố gắng hết sức để nó đưa Tổng thống Trump vào cái tội tu chính án thứ 14. Nhưng vào ngày hôm qua, luật sư của Tổng thống Trump, cả luôn bản thân Tổng thống Trump đã tuyên bố đó là Tổng thống Trump không có bị dính vào cái tu chính án thứ 14, tại vì cái tu chính án thứ nhất đã bảo vệ Tổng thống Trump, đó là đối với tu chính án thứ nhất là gì? Là quyền tự do ngôn luận trên cái đất nước Mỹ này. Và đó cũng là cái vũ khí bí mật bảo vệ Tổng thống Trump thoát hết tất cả những cái tội danh mà đảng DC nó đang đưa ra, nó gài cho Tổng thống Trump. Tổng thống Trump đang bị tụi nó gài vào cái tội ngày 6 tháng 1 tu chính án thứ 14 là cầm đầu bạo loạn dân dân vậy. Nhưng thật sự Tổng thống Trump không có dính vào cái chuyện bạo loạn đó. Tổng thống Trump phát biểu, cái chuyện phát biểu là cái chuyện tu chính án thứ nhất là tự do ngôn luận, chứ Tổng thống Trump không có đến quốc hội Mỹ cầm đầu cái tội bạo loạn. Nếu Tổng thống Trump có trong cái đám bạo loạn đó thì Tổng thống Trump mới không đủ tư cách để ra ứng cử chức vụ Tổng thống đó. Quý vị theo kịp Tony Lê chưa? Còn cái này Tổng thống Trump chỉ phát biểu tự do ngôn luận, tôi phát biểu chứ tôi đâu có làm. À, thế là đó ý là vậy. Cho nên vào ngày hôm qua, các luật sư của Tổng thống Trump đã đưa ra một cái lập luận là Tổng thống Trump hoàn toàn không có tội gì cả. Thì đấy cũng là một cái thông tin mừng cho đất nước Mỹ. Rồi đây, giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ tư, nó liên quan tới một cái nơi, đó là tiểu bang California. Quý vị nghe kỹ nha. Thì trong suốt thời gian vừa qua, hầu như tuần nào, ngày nào Tony Lê cũng cảnh báo bà con ở bên đó những cái thông tin về tệ nạn xã hội, trộm cốp, giật dọc cốp cả bầy cả đàn, di dân lậu tràn lan đại hải, giật giá leo thang, xăng dầu mắc mỏ, hàng triệu người bỏ California, đúng không? Nhưng mà cũng có một số bình luận, trời ơi tôi sống ở bển, tôi rất là ok, tôi không bị gì cả, vân vân vậy nha. Thì cách đây mấy ngày, một gia đình người Việt Nam ở quận Cam, bây giờ thì tụi cốp cô hồn đó, nó đã dồn xuống miền Nam rồi, nó dồn xuống cái khu người Việt mình rồi. Tối nay cũng có cảnh báo cái điều này, một gia đình người Việt Nam cũng đã bị cốp nó đột nhập vào đường cửa sổ, nó trói 4 người lại, 2 người lớn và 2 trẻ em, và nó cốp ông ghế. Rồi đây, bây giờ vào ngày hôm qua đây, một ngày đẹp trời tại khu Phước Lộc Thọ, rất là nhiều người Việt Nam đi ra đi vào cái khu Phước Lộc Thọ. Bảo vệ thì nó ngồi tràn lan đại hải ở trên cái tầng 2, cái tầng mà bán vàng ở quý vị, rất là nhiều tiệm vàng trên đó. Thì cái tiệm vàng Ngọc Quang này cũng rất là nổi tiếng trong cái khu Phước Lộc Thọ. Theo như nhân viên và nhân chứng kể lại, 4 tên cướp Gia đờ là đối với quý vị là da gì? Gia đờ đó quý vị, da đờ đó tức là cái màu da đó quý vị, ok. Bịt mặt xông vào tiệm vàng Ngọc Quang như chỗ không người, và nó đã cướp rầm rộ vàng dòng châu báu trong cái tiệm Ngọc Quang này. Bảo vệ thì quý vị biết rồi, bảo vệ trong mo mà còn không làm gì được cái bọn cướp cô hồn này, quấn hồ gì mà bảo vệ người Việt ở trong khu Phước Lộc Thọ, làm sao mà làm được cái gì cái tụi cướp này. Cho nên theo nhân chứng và nhân viên kể lại, tụi cướp 4 tên nó đã xông vào cái tiệm vàng Ngọc Quang trong khu Phước Lộc Thọ giữa ban ngày ban mặt. Và quý vị cũng biết rồi, Tony đã cảnh báo rất là nhiều lần, bọn cướp dạo này nó hoành hành khắp nơi,
khắp cả tiểu bang California, và bây giờ nó đang đổ dồn về cái khu Phước Lộc Thọ, quận Cam của chúng ta. Bà con, cô chú bác hãy cẩn thận của lửa nha. Chính quyền Cali hiện tại bây giờ hầu như là bất lực. Hầu như là bất lực. Tại vì sao? Ông thống đốc Gavin Newsom đã ra một cái lực. Ông là người khởi động cho cái chuyện cướp cô hồn này. Ông ra một cái lực là ăn cướp dưới 1.000 không bị bắt. Và bây giờ thì sao? Cái tụi cướp cô hồn này nó coi như là nó cướp tự do dân chủ. Thành ra bây giờ ông không có còn cách nào để xì tóp nó được, ngăn cản nó được. Ông là người khởi động thì bây giờ nó đã bị, nó gọi là dở trận, nó overdose rồi đó. Thành ra bây giờ ông không có ngăn cản được. Không có ngăn cản gì được cả. Cho nên hiện tại bây giờ chính quyền California hầu như bất lực với cái tệ nạn xã hội đầy dẫy hiện tại bây giờ. Và tương lai người dân ở tại tiểu bang Cali sẽ sống trong cái cảnh lo sợ, lo âu, hoảng sợ gì, không dám đi ra ngoài đường, đổ xăng cũng bị cướp, trong nhà cũng bị cướp, đi shopping cũng bị cướp, vân vân và vân vân. Sau cái thông tin này, bà con, cô, chú, bác cẩn thận củi và lửa nha. Bây giờ nó không chừa một nơi nào đâu, và nó cũng không chừa một ai đâu quý vị ơi. Rồi sau giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ tư, tôi này cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình của đất nước Mỹ. Tôi này cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video này. Nếu thấy thông tin hay thì bấm nút chia sẻ nha, để bà con cùng nhau xem. Have a good day. Thank you.